Chưa gì đã 7 năm trôi qua, cái cây này đã cao hơn chúng ta. Nương nương Kiết Tường, đứng dậy đi, hôm nay không cần thủ lễ. Nương nương, hôm nay tại sao lại tới thăm nô tỳ? Đêm qua bổn cung đã nhìn thấy Quảng Hải, mới biết rõ nó đang học thổi Trường Tương Tư. Bổn cung không có làm phiền tới nó, hôm nay muốn đến đây ngồi chơi. Ảnh còn đang học à? Phải, Quảng Hải, cái đứa này thật sự rất si tình. Xuân Nhi, Tiết Thần đã ra đi 7 năm rồi, không lẽ từ đó tới giờ không nghĩ tới việc chung thân của mình hay sao? Trong lòng Xuân Nhi, ảnh không bao giờ rời khỏi. Hơn nữa, Xuân Nhi có cảm giác ảnh lúc nào cũng ở bên cạnh. Nhưng mà ảnh đã chết rồi, đã không còn tồn tại nữa. Tại sao vẫn còn kiếm một người đã chết, để rồi không để ý đến người sống chung quanh mình? Hương Huệ, nương nương, đời của người ta đã có quá nhiều ân hận, tại sao chúng ta không dùng cuộc sống hiện hữu để chế tạo thêm những ân hận nữa? An Thế Y đã chết rồi, chúng ta cần phải chôn vùi ông ta tận đáy lòng. Nhưng mà Xuân Nhi lúc nào cũng nhớ đến ông ta, như vậy sẽ làm cho những người bên mình yêu mình cùng nhau đau khổ. Xuân Nhi, vậy chứ phải đợi đến lúc Vinh Đô Quý qua đời luôn mới tốt với ảnh sao? Không đâu, Vinh đại ca sẽ không chết đâu. Có nhiều chuyện ở trên đời này không có ai ngờ trước được. 7 năm về trước, không lẽ cảm thấy An Thế Hệ sẽ chết sao? Xuân Nhi, hãy thử chấp nhận anh đi có được không? Tôi tin tưởng An Thế Y linh thiêng trên trời nhất định sẽ vui mừng cho cô. Xuân Nhi, tin tưởng bổn cung, Quảng Hải là do bổn cung nuôi lớn, bổn cung rất hiểu nó. Nó tuyệt đối là một người đàn ông có thể ủy thác chung thân. An đại ca, thật như vậy sao? Đây thật là sự mong mỏi của anh. Ngạn Nương, tại sao hôm nay tâm tình vui vẻ vào cung thăm con? Tới thăm con cũng không được sao? Được, nhưng mấy hôm trước con mới về nhà mà. Còn đó, ngày nào không có bên cạnh mẹ, mẹ cảm thấy không yên. Con biết, cái người Ngạn Nương thương nhất chính là con. Ê, vậy nha, hôm nay có cơ hội, con đưa mẹ đi một vòng vườn hoa chơi được không? Ngạn Nương à, mẹ coi, phía trước là Thính Vũ Hiên, ở bên này là Lệ Cảnh Cát, còn chỗ đó... Ngạn Nương, làm gì? Hình như mẹ rất mệt, có cần nghỉ ngơi không? Mẹ hơi mệt. Vậy mẹ phải nói trước chứ, chúng ta ra phía trước ngồi nghỉ ngơi nha. Được. Đi. Không gì chứ? Không có. Xuân Nhi, con có nghĩ tới tương lai của con không? Đương nhiên là có. Đợi 8 năm sau khi miễn dịch, con sẽ về bên cạnh của Ngạn Nương ở với mẹ cả đời. Con nói cái gì vậy? Mẹ đã già rồi, có thể bên cạnh con bao nhiêu năm? Mẹ định nói chung thân đại sự của con đó. Cặp mắt của mẹ không có sáng, có một số việc không thể quyết định cho con. Nhưng mà con là đàn bà, dù sao thế nào cũng phải có một nơi nương tựa. Ngạn Nương, con tự dựa vào mình không được sao? Tất cả Ngạn Nương đều lải nhải, tất cả con gái đều chê mẹ mình lải nhải. Nhưng mà một khi con trở thành Ngạn Nương, con cũng sẽ lải nhải với con của con nữa. Nếu như một người mẹ biết rõ tương lai của con cái mình sau này, như vậy không cần phải bận tâm nữa. Ngạn Nương, con hiểu rõ ý của mẹ, nhưng mà không phải con muốn làm trái với lòng mẹ đâu. Con chỉ là muốn kiếm một người tốt với con, cái đó thật quá khó. Vậy còn Quảng Hải thế nào? Quảng Hải? Mẹ cảm thấy hắn là một người rất thành thật đó, cũng có hiếu với mẹ. Mỗi một lần đi thăm mẹ
để mang quà tới cho mẹ đó, còn tặng cho mẹ với danh nghĩa của con. Nó sợ mẹ cảm thấy nó có ý đồ. Một đứa con trai như vậy bây giờ đã không có nhiều nữa. Con nghĩ sao? An đại ca, có nhiều người khi em chọn Quảng Hải. Còn anh, anh có muốn em làm vậy không? Hãy cho em biết, nói cho em biết đi. An đại ca, có phải anh đang trả lời với em đó hay không? Xuân Nhi, còn thế nào? Ngạc nương, con biết con nên làm thế nào. Anh làm cái gì? Tại sao lại đưa em tới đây? Nè, hãy nhắm mắt lại trước đi. Chuyện gì? Em nhắm mắt lại trước đi được không? Nè, ngồi xuống. Nhắm đôi mắt lại. Rõ ràng nhớ hết trơn mà, sao đâu quên mất rồi? Dinh Quảng Hải, Dinh Quảng Hải đâu có người làm gì kỳ vậy? Anh học tấu khúc này là vì em đó hả? Anh hy vọng em vui vẻ một chút, nhưng mà anh thật vô dụng, ngay cả âm đồ cũng nhớ không kỹ. Không có sao, anh có thời gian cả đời để học mà. Thời gian cả đời lâu quá đi. Em có đợi anh không? Nhưng mà em có thể học chung với anh. Nếu anh học tới đầu bạc cũng không được thì tính sao đây? Thì đã ứng với câu nói bạc đầu dai lão. Cái đó ăn thua gì với việc bạc đầu dai lão? Chưa có thấy ai ngu giống như anh. Xem ra em phải suy nghĩ lại. Ý của em là em đồng ý sống chung với anh à? Anh làm gì vậy? Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Anh hạnh phúc nhất trên đời này. Nương nương, họ thật sự quá đáng đó. Để nô tỳ qua bên kia nói họ mới được. Không cần. Trái nho ăn không được, tại sao phải nói trái nho này chua? Bổn cung tin tưởng ông trời rất công bằng. Nó tước đoạt đi của ngươi một ít vật sẽ bù đắp lại một cái gì khác. Chúng ta chưa chắc gì thê thảm, và họ chưa chắc gì vui vẻ giống như ngươi thấy. Lão Phật gia đang đợi chúng ta, đi thôi. Dạ. Thế nào, có thiếu cái gì không? Không có thiếu cái gì hết. Lần này nương nương giống như gã con gái vậy đó. Những người của nội phủ đâu có ai dám chậm trễ. Xuân Nhi thật sự là có phước. Thế nào, ghen rồi sao? Hôm khác đến phiên người xuất giá, bổn cung cũng sẽ chuẩn bị y như vậy. Tạ ơn nương nương, nhưng mà Hương Huệ không có cái phước đó, không tìm được chỗ tốt để gửi gắm tấm thân. À đầu khờ, tại sao lại nghĩ như vậy? Trên đời này biết bao nhiêu đàn ông tốt, ngoài Quảng Hải ra không có đàn ông nào tốt hay sao? Dinh đồ quý. Thỉnh an cô. Đứng dậy đi. Tạ ơn cô. Quảng Hải, chịu thư tứ hôn đã nhận được chưa? Dạ được rồi. Xuân Nhi là một người con gái ngoan.